Sở hữu một làn da trắng hồng không tì vết chính là chìa khóa để chị em luôn tự tin khi xuất hiện ngoài đường. Bên cạnh việc chăm sóc da mặt, các tín đồ làm đẹp cũng cần phải chú ý tới làn da cơ thể. Hiện nay có rất nhiều cách dưỡng trắng da body có thể thực hiện tại nhà, nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao. Để giúp chị em có làn da body trắng sáng một cách tự nhiên mà vẫn đảm bảo an toàn, dưới đây là một số cách dưỡng trắng da body trắng sáng đơn giản, hiệu quả và có thể áp dụng ngay. Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu trong video bên dưới nhé. làn da trắng luôn là mơ ước của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới sức khỏe của làn da, cụ thể như là Nguyên nhân một là do rối loạn nội tiết tố nữ. Rối loạn nội tiết tố nữ được xem là vấn đề phần lớn chị em gặp phải, nhất là những người bắt đầu dậy thì, phụ nữ mang thai hay bước vào tuổi tiền mãn kinh. Hóc môn trong cơ thể thay đổi, kết hợp với thói quen sinh hoạt không lành mạnh như lo lắng, thức khuya, ăn nhiều đồ dầu mỡ, thức ăn nhanh, lười tập thể dục là nguyên nhân lớn nhất gây nên các vấn đề về da làn da chịu những tác động tiêu cực sẽ trở nên khô sạm và tối màu. Nguyên nhân hai là do cơ thể của bạn bị mất nước trầm trọng. Thông thường, chúng ta chỉ uống nước khi cảm thấy nóng hoặc khát. Điều này là nguyên nhân trực tiếp khiến cơ thể không được cung cấp đủ nước, nhất là sau khi đổ mồ hôi trong thời gian dài. Khi đó, quá trình trao đổi chất trên da sẽ bị chậm lại, da không được cấp ẩm đầy đủ, cơ thể không sản sinh đủ collagen. Vì thế, da sẽ bị chảy xệ, nhăn nheo, không còn độ đàn hồi, tình trạng xỉn màu, bong chóc sẽ xuất hiện trên cả cơ thể. Nguyên nhân 3 là do bạn chăm sóc da không được kỹ càng và sạch sẽ. Hiện nay, chất lượng không khí luôn ở mức đáng lo ngại, nhất là ở những thành phố lớn. Theo một nghiên cứu tại đại học Mỹ cho thấy, trong không khí chứa một lượng lớn bụi mịn, vi khuẩn, các tạp chất mà mắt thường không thể nhìn thấy và rất khó để làm sạch. Ngoài ra, theo cơ chế tự nhiên, cơ thể sẽ loại bỏ tế bào chết mỗi ngày. Nếu chúng ta không quan tâm tới việc tẩy tế bào chết và sạch da cẩn thận, lỗ chân lông sẽ bị ngộp thở, trở nên viêm nhiễm, nổi mụn, lão hóa da nhé. Chăm sóc da body đúng cách sẽ giúp bạn sở hữu làn da sáng mịn, căng bóng mà không tốn quá nhiều thời gian và chi phí. Hãy cùng Shop giúp bạn trẻ đẹp tham khảo ngay các bước chăm sóc da body trắng sáng bên dưới nhé. Bước 1: Xây dựng lối sống, chế độ ăn uống lành mạnh. Đầu tiên trong các bước chăm sóc da body đó là chăm sóc da đẹp khỏe từ bên trong bằng cách xây dựng và duy trì lối sống sinh hoạt và ăn uống lành mạnh. Uống nhiều nước lọc mỗi ngày, bổ sung nhiều trái cây, rau xanh chứa nhiều vitamin và ngủ sớm, ngủ đủ rất kết hợp vận động, tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện được làn da trẻ khỏe hơn, một cách đáng kể nhé. Bước 2, vệ sinh và chăm sóc da body đúng cách. Trong quá trình tắm rửa, vệ sinh da body hàng ngày, bạn nên lưu ý các điều sau để đảm bảo làm sạch da tối ưu nhất. Một là lựa chọn sữa tắm, chị em nên chọn loại sữa tắm dịu nhẹ, lành tính chứa nhiều ẩm, ít bọt và càng sở hữu nhiều chức năng dưỡng trắng da toàn thân, để làm sạch da một cách an toàn, không chọn loại có chứa thành phần tẩy mạnh. Nên sử dụng những sản phẩm có chứa thành phần dưỡng ẩm glycerin, để bảo vệ độ ẩm cần thiết cho da không bị khô rít sau khi tắm xong. Và cuối cùng, bạn đừng quên chọn những loại sữa tắm có độ pH trung bình, không quá cao hoặc quá thấp để hạn chế tối đa tình trạng khô da nhé. 2. Là tập thói quen tắm bằng nước ấm, vì nước ở nhiệt độ khoảng 28 đến 30 độ C sẽ giúp giãn nở các lỗ chân lông, tạo điều kiện cho quá trình đào thải bụi bẩn, dầu nhờn trong khi tắm, Bên cạnh đó, tắm thư giãn với nhiệt độ nước ấm sẽ giúp máu huyết lưu thông tốt hơn. Cuối cùng là khi tắm chị em không nên trà sát mạnh, vì khi bạn trà sát, kỳ cọ mạnh không những không giúp da sạch hơn mà còn có thể gây tổn thương da, khiến da đỏ rát. Vì vậy bạn chỉ nên mát xa nhẹ nhàng thôi nhé. Bước 3, tẩy da chết body điều đặn 2 lần trên tuần. Tẩy da chết toàn thân là một trong các bước chăm sóc da body quan trọng nhất, nếu bạn chỉ tập trung dưỡng da mà bỏ qua bước tẩy da chết, thì lớp sừng dày tích tụ lâu ngày trên da sẽ ngăn cản sự hấp thụ các dưỡng chất, khiến quá trình dưỡng da trở nên mất tác dụng. Do đó, bạn nên dành thời gian để tẩy tế bào chết cho da đều đặn hai lần mỗi tuần, mỗi lần từ 10 đến 20 phút để giúp da mịn màng không bị khô sần nhé. Bên shop mình cũng có một số loại tẩy da chết body được ưa chuộng và lựa chọn sử dụng nhiều nhất, như là mút thi tẩy da chết đô hương lựu đỏ, tẩy tế bào chết toàn thân cô cà phê đắk lắc, tẩy da chết toàn thân exclusive cosmetic quế hồi cà phê tẩy da chết toàn thân organic shop hương mâm xôi và một số sản phẩm tẩy tế bào chết body có sẵn trên trang của shop, bạn có thể tham khảo thêm nhé. Bước 4, thoa kem dưỡng thể body mỗi tối. Sau khi tắm rửa hay tẩy tế bào chết, da sẽ bị mất đi phần nào độ ẩm và cần được cấp ẩm lại ngay sau đó. Bên cạnh đó, sau khi vừa vệ sinh da sạch sẽ cũng là thời điểm da hấp thụ dưỡng chất tốt nhất. Vì vậy, bạn nên thoa một lớp dưỡng thể vừa đủ cho da ngay sau khi tắm xong, tránh bôi lớp quá dày sẽ dễ khiến bít tắc chân lông gây mụn cơ thể. Song song đó, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm khác nhau, bạn nên cân nhắc lựa chọn sữa dưỡng thể chứa thành phần tự nhiên, lành tính, giàu vitamin C, vitamin E, vitamin B3, và có khả năng chống nắng để hỗ trợ bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Việc sử dụng sữa dưỡng thể cần thực hiện theo các bước đơn giản như sau. Lấy một lượng sữa dưỡng thể vừa đủ, thoa đều một lớp mỏng trên da, tránh dùng nhiều sẽ gây nổi mụn do bít tắc lỗ chân lông. Kết hợp massage nhẹ nhàng ra toàn thân theo hình xoắn ốc, để sữa dưỡng thể thẩm thấu nhanh hơn, Thời điểm bôi sữa dưỡng thể tốt nhất là vào buổi tối, lúc này da sẽ hấp thụ dưỡng chất được nhiều nhất. Bước 5, bôi kem chống nắng cho body thường xuyên. Việc chăm sóc da body sẽ không đạt hiệu quả tối ưu nếu bạn không sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tia UV và những tác nhân môi trường gây nên thâm nám, xỉn màu và khô da. Dù ở trong nhà hay mặc quần áo dài tay bạn đều cần dùng kem chống nắng, bởi các tia UV có thể xuyên qua cả lớp cửa kính và quần áo, chưa kể đến nguồn ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử cũng có thể ảnh hưởng đến da. Vì vậy để đạt hiệu quả tối ưu cho việc chăm sóc da body, bạn cần lưu ý một số điều sau khi chọn kem chống nắng cho cơ thể. Chọn kem chống nắng có chỉ số SPF hơn 30 và thoa trước khi ra ngoài ít nhất là 20 đến 30 phút, dùng thêm viên uống chống nắng và che chắn thật kỹ bằng áo khoác, nón, khẩu trang, kính râm để tăng cường lớp bảo vệ da. Nếu bạn đi biển, đi bơi hoặc môi trường làm việc tiếp xúc nhiều với ánh nắng, nên canh thời điểm để thoa lại kem chống nắng thường xuyên. Các sản phẩm chăm sóc da body được phân phối rộng khắp toàn quốc. Bạn có thể dễ dàng mua sản phẩm ở các đơn vị đối tác chính hãng, cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm làm đẹp. Tuy nhiên với thị trường hàng giả ngày càng nhiều, bạn cần tìm đến những cơ sở cung cấp sản phẩm chính hãng để thêm phần an tâm khi sử dụng. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp mình cũng có bán những sản phẩm làm đẹp dưỡng da chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.